chào các bạn học sinh lớp 8. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi giữa học kỳ môn tiếng Anh sắp tới. Thì nội dung ôn của chúng ta là ôn từ bài 1 cho tới bài 4. Và các format của đề thi gồm có 8 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ nghe. Và các bạn lưu ý cho cô, ở cái phần nghe này có 4 câu. Mỗi câu không 25 điểm và 4 câu chúng ta có 1 điểm. Và bài nghe này là hoàn toàn là một bài mới, không có trong sách giáo khoa. Ra ở nhà chúng ta phải cố gắng luyện nghe cho tốt mới làm được bài. Ở phần thứ hai là trắc nghiệm, có 4 đáp án. Và ở phần này có 8 câu, mỗi câu không 25, chúng ta sẽ được 2 điểm cái phần này. Phần thứ ba là chúng ta sẽ chọn đáp án đúng với hình vẽ. Hình thì có thể là một hình ở cái biển báo giao thông và một cái hình nằm trong sách giáo khoa. Ở phần 4 la mã là chúng ta sẽ làm bài tập word form. Thì ở cái phần này các bạn phải học thuộc word form cho cô nha. Phần 5 la mã là chúng ta đọc đoạn văn và điền vào chỗ trống. Ở phần này có 6 câu chiếm 1 điểm rưỡi. Phần đoạn văn đọc hiểu chiếm rất nhiều điểm nha các bạn. Ở phần tiếp theo thì phần này nó hơi thay đổi so với năm lớp 7 của chúng ta. Ở năm lớp 7 mình chỉ đọc đoạn văn và mình làm bài tập true false, có 4 câu true false đúng sai thôi. Nhưng mà ở lớp 8 thì ngoài làm 4 câu true false ra, ở dưới còn có 2 câu trắc nghiệm theo nội dung của đoạn văn ở trên. Như vậy cái phần này chúng ta được tới 1 điểm rưỡi nha. 4 câu true false 1 điểm và 2 câu trắc nghiệm nửa điểm nữa là 1 điểm rưỡi. Sau cái bài ôn này cô sẽ đưa hai cái đề mẫu cho các bạn tham khảo. Phần 7 la mã, phần này cũng mới nè. Phần này lớp 7 chúng ta không có làm, lên lớp 8 mới gặp nè. Là người ta sẽ cho những cái từ hoặc những cụm từ và người ta xáo trộn nó lung tung lên. Chúng ta có nhiệm vụ phải sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh. Và phần này có 2 câu, mỗi câu không 25, 2 câu nửa điểm ha. Phần cuối cùng đó là phần viết câu không đổi nghĩa. Phần này có 4 câu, mỗi câu nửa điểm, 4 câu 2 điểm. Rồi bây giờ cô sẽ ôm cho các bạn cái phần word form trước nhé. Ở phần word form này các bạn chú ý những từ cô đưa lên trong cái bài ôm này, thì những cái từ đó các bạn sẽ gặp trong đề kiểm tra. Học thuộc thật kỹ những từ này cho cô nhé. Rồi để làm được bài tập word form, thứ nhất chắc chắn chúng ta phải thuộc gia đình từ của nó. Động danh tính trạng phải thuộc. Cái thứ hai là chúng ta phải xác định xem câu đó dùng động hay danh hay tính hay trạng để đưa vào cho phù hợp. Để xác định được loại từ của câu đó có rất là nhiều công thức. Muốn nắm cho kỹ, cho vững thì chúng ta phải làm bài tập thật là nhiều lên. Đó là cách duy nhất để chúng ta nhớ bài. Rồi bây giờ chúng ta làm thử câu 1 nha. Ở câu 1 này các bạn thấy nè. Our teachers look. Các bạn thấy có chữ look. Và cái chữ look nó nằm như thế này, nó có nghĩa là trông có vẻ, đúng không nào? Giáo viên của chúng ta trông rất là xinh đẹp trong bộ đồng phục, in the uniform. Vậy thì sao look có nghĩa là trông có vẻ? Bắt buộc phải là một tính từ adjective. Vậy thì trong từ trong ngoặc đó cho mình beauty không phải là tính, nó là danh. Thì mình có nhiệm vụ phải biến nó về tính từ. Và tính từ của beauty rất quen thuộc, đó chính là beautiful. Rồi chúng ta qua câu số 2. Number 2. Cuộc sống tốt hơn nhiều nhờ vào cái gì? Nhờ vào sự phát minh ra điện thoại. Các bạn quan sát câu này với cô, chúng ta thấy nè, phía trước chỗ trống có chữ the. Và công thức sau the phải là một danh từ. Vậy thì danh từ của invent là gì? Cô lưu ý các bạn phải dịch nghĩa nha. Làm word form toàn bộ phải dịch nghĩa cho cô. Bởi vì có hai danh từ, mình không biết lựa chọn danh từ nào thì phải dựa theo cái nghĩa, cái ngữ cảnh của câu. Cuộc sống đỡ hơn nhiều nhờ vào sự phát minh ra điện thoại. Danh từ của invent là invention hoặc là inventor. Inventor là nhà phát minh, nhưng invention là sự phát minh. Thì về đáp án câu này chúng ta phải chọn đó là invention. Rồi câu số 3, number 3. Đối với câu này cũng có chữ the. Phía trước chỗ trống cũng có chữ the. Và sau the là danh từ. Vậy thì danh từ của invent chỗ này, invention or inventor, dịch nghĩa cho cô đi.
Bell là nhà phát minh ra điện thoại. Như vậy nhà phát minh phải là inventor. Number 4. Chúng tôi lo lắng về sự an toàn của rau cải. Cũng có chữ the. Đấy, phía trước cũng có chữ the. Vậy thì sau the cũng là now. Now của safe. Safe, danh, tính từ với danh từ của nó là gì? Đó chính là safety. Okay. Now, number 5. Đừng quên tắt đèn trước khi ra ngoài. Tại sao? Bởi vì nó rất là phí phạm điện, lãng phí điện. Vậy thì các bạn thấy sao chữ waste nè? Phí phạm cái gì? Phí phạm điện. Như vậy sao waste chữ này, chữ điện phải object không? Là một object thì bắt buộc nó phải là một danh từ. Danh từ electric chính là electricity. Number 6. We like our math teacher. Chúng tôi thích giáo viên toán của tôi vì khiếu hài hước của máy. À, như vậy chúng ta quan sát, chúng ta thấy chữ sense of, từ này trong sách giáo khoa ha. Sense of là giới từ, sao giới từ phải là một danh từ. Vậy thì danh từ của humorous chính là humor. Number 7. Ba và bà đang sắp xếp để đi du lịch tới Nha Trang. Ngay cái tựa bài số 2 chúng ta thấy cái tựa bài đó là making arrangements. Đúng chưa? Sắp xếp cái gì? À, sắp xếp để du lịch tới Nha Trang. Making arrangements. Và nhớ arrangement phải có S cho cô nha. Now, number 8. Be careful. Thiệt, hãy cẩn thận. Đó không phải là một nơi an toàn để đến. Quan sát câu này chúng ta thấy có chữ R bên tay trái và chữ place bên tay phải. Nếu chúng ta làm vội làm vàng, chúng ta sẽ thấy sao? Thôi, tôi đi với danh từ rồi. Nhưng mà không được, bởi vì bên phải nó có chữ place. Place là danh từ rồi, mà nguyên tắc đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ thì phải là tính từ. Và cái từ an toàn này đương nhiên nó bổ nghĩa cho chữ place, đúng không? Vậy thì nhớ giùm cô nha, vừa thấy bên trái có dấu hiệu nhận biết là vừa thấy bên phải có chữ place thì luôn luôn đi theo bên phải nha, lẽ phải tất thắng, nhớ điều đó. Vậy thì place là danh, chứ danh là tính từ của safe là safety. À, tính từ của safety chính là safe. Nào, number 9. Rồi, number 9 các bạn thấy nè, cái câu này đứng đầu câu. À, cái từ này đứng đầu câu. Cái từ này đứng đầu câu và chú ý sao nó có dấu phẩy. Một từ đứng đầu câu sao nó có dấu phẩy, đưa về trạng từ cho cô. Nhớ điều đó. Và trạng từ của fortune đó chính là fortunately. Nhưng phải dịch nghĩa, gặp từ này là phải dịch nghĩa nha. Nếu may mắn thì fortunately, nếu không may thì phải là unfortunately. Rồi câu này nó là may mắn hay không may đây. Ông ta đã lost có nghĩa là mất, không biết nghĩa chữ lost, tiêu luôn, đúng không nào? Ông ấy đã mất chìa khóa trên đường về nhà. Vậy là may không may? Chắc chắn là không may rồi. Unfortunately. Từ này rất nhiều bạn viết sai chính tả nha, chú ý cẩn thận cho cô. Phải viết đúng chính tả. Nào, number 10. Họ đã tham gia vào sự trình diễn một cách hài hước. Từ này đứng cuối câu. Để đứng cuối câu dùng gì đây? Quan sát chúng ta thấy ở gần nó đó là có chữ demonstration. Vậy thì sau danh chưa quyết định được. Muốn quyết định được câu này dùng loại từ gì? Đi tìm động từ nó cho cô. Động từ đây là participated. Participated là đã tham gia vào. Vậy thì nó là một động chỉ hoạt động, một động từ thường. Mà bổ nghĩa cho một động từ thường thì bắt buộc phải dùng cho cô một trạng từ ADV. Và trạng từ của humor đó chính là humorously. Nào, number 11. Tôi thích cái vẻ đẹp của ngôi nhà của bạn. Rồi lại thấy chữ the, đúng không? Sao đó? Danh từ của beautiful là beauty. Nào, number 12. Rồi, quan sát câu này các bạn thấy nè. Chúng ta thấy có chữ khen, đúng không? Sao khen là gì? Quá dễ. Sao khen là verb. Mà verb của different chính là differ. Nào, number 13. Chơi trong nhà bếp thì rất là play in the kitchen is very. Rồi, có thấy chữ very không? Sao very là gì? Sao very có thể là tính, cũng có thể là trạng. Vậy thì làm sao biết được khi nào dùng tính, khi nào dùng trạng? Chúng ta tìm động từ cho cô. Nếu ở đây có động từ is chính là be, thì quyết định liền sao nó là tính. Còn nếu nó không phải là động từ to be, mà nó là động từ thường, chỉ hoạt động, thì quyết định liền nó phải là trạng. Như vậy ở đây có chữ is, quyết định liền nó là tính.
Và tính từ của danger chính là dangerous. Nào, number 14. Rồi câu này nè, cũng đứng ở cuối cọc. Vậy thì chúng ta phải đi tìm động từ. Động từ trong câu này có is playing, đi theo playing liền cho cô. Con trai của bạn đang chơi với con dao một cách rất là nguy hiểm. Nó bổ nghĩa cho động từ play thì nó phải là trạng từ. Trạng từ của danger là dangerously. Nào, 15. Bạn phải che những cái ổ cắm điện. À, chúng ta phải che những cái ổ cắm điện của chúng ta lại. Rồi quan sát câu này chúng ta thấy có từ our bên trái. Bên trái có our là tính từ sở hữu, thì sao tính từ sở hữu phải là danh từ. Nhưng lưu ý bên phải, bên phải có từ socket là ổ cắm điện. Mà ổ cắm điện là danh từ, trước danh thì phải là tính. Vậy thì bây giờ đi theo trái hay đi theo phải? Theo trái là danh mà theo phải là tính. Nhớ câu châm ngôn, đó là lẽ phải tất thắng. Luôn luôn đi theo bên phải cho cô. Thấy bên phải có danh, quyết định liền, trước danh là tính. Vậy thì tính từ electricity trong câu này chính là electrical. Electrical sockets, ổ cắm điện. Nào, number 16. Khi cô ấy còn nhỏ, cô ấy rất là kín đáo. Câu này dễ ha. Có thấy chữ words không? Sau bi là tính. Rồi tính từ của reserve dễ nhớ lắm, thêm đi vô là xong. 17. Sau khi bố mẹ của cậu ấy chết, cậu ấy đã được gửi tới một trại mồ côi. Sau in là danh, nhớ nha, sau in là danh, sau ở in the đều là danh hết. Vậy thì danh từ trong ngoặc là orphan, nhưng nó có nghĩa là trẻ mồ côi. Mình phải biến nó về trại mồ côi. Trại mồ côi chính là orphanage. Nào, 18. Bell và Watson đã biểu diễn cái sự phát minh của họ tại vô số cuộc triển lãm một cách thành công. Câu này có động từ chưa? Có rồi, đó là demonstrated. Vậy thì nó có động từ thường rồi, được chia quá khứ luôn rồi. Vậy thì chúng ta phải đưa cái từ trong ngoặc về cái gì đây? Trạng từ. Đứng trước động từ thường là trạng từ để bổ nghĩa cho động từ thường. Vậy thì trạng từ của success là gì? Đó chính là successfully. Nào, number 19. Chúng tôi thích Bảo bởi vì cậu ấy rất là hòa đồng. Hòa đồng là gì? Sociable. Sao bi là tính, tính từ của nó là sociable. Easy. Nào, 20. Now what an enjoyable day. Tại sao mình biết đây là enjoyable? Thấy chữ D không nè? Bên phải có chữ D. D là danh, trước danh là tính. Tính từ enjoy là enjoyable. Ok, easy. Dễ nha. Nó khó thì khi chúng ta không thuộc từ thôi. Còn nếu chúng ta thuộc từ, chúng ta nắm được hết các công thức là chúng ta làm nó cực kỳ thoải mái, đúng không nào? Vậy thì về phải học bài cho cô ha. Chú ý những cái từ ngày hôm nay cô đưa lên, cô ôn là chúng ta sẽ gặp lại trong đề kiểm tra ha. Rồi chúng ta qua cái phần thứ hai, đó là cái phần viết câu không đổi. Transformation. Rồi ở đây trong cái bài kiểm tra, từ bài 1 tới bài số 4, cô tổng hợp lại có 5 cấu trúc cơ bản, 5 cấu trúc quan trọng. Ngày hôm nay cô với các bạn sẽ ôn lại 5 cấu trúc đó ha. Cấu trúc thứ nhất cô muốn ôn các bạn đó là cấu trúc used to. Rồi cô nhắc lại, used to là gì? Used to có nghĩa là đã từng làm một việc gì đó trong quá khứ và bây giờ không còn làm nữa. Ví dụ, Mai không lười nữa. Mai isn't lazy anymore. Có nghĩa là trước đây Mai đã từng lười, nhưng mà bây giờ còn không? Hết rồi. Và nguyên tắc sau you to phải là verb be infinitive, một động từ nguyên mẫu cho cô nha. Vậy thì mình phải đi tìm động từ nguyên mẫu đó. Rồi chú ý nè, các bạn thấy cái đề đã cho isn't. Vậy thì nguyên mẫu của am, is, are hoặc là was, were đều có một chữ chung, đó chính là be. Như vậy thấy am, is, are hay was, were đổi thành you to be hết cho cô. Còn chữ not để đâu? Vứt đi hết cho cô, bỏ hết chữ not đi. Và những từ như anymore, no longer, bỏ hết luôn, không giữ lại. Mai không lười nữa có nghĩa là Mai đã từng lười. Vậy đáp án câu này sẽ là Mai used to be lazy. Khi làm bài rất rất nhiều bạn bỏ quên chữ be này, nó quan trọng lắm nha. Nếu các bạn nói Mai used to lazy thì nó lại mất động từ nguyên mẫu. Sao used to rồi, lazy là tính từ mà nó phải là động từ đâu, đúng không nào? Bây giờ nhớ giùm cô, nhớ giữ is đổi thành be cho cô.
Rồi qua câu thứ hai làm thử nha. Mẹ tôi thường kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện. À, lúc trước mình học often, sau often là chia thì hiện tại đơn đúng không? Và các bạn lưu ý often ở hiện tại đơn là chúng ta diễn tả hành động thường xuyên xảy ra. Nhưng khi often chia ở quá khứ đơn được không? Được. Lúc đó nó có nghĩa là diễn tả hành động đã thường xảy ra trong quá khứ và bây giờ không còn thực hiện nữa. Nếu người ta viết câu này, mẹ tôi đã thường kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện, có nghĩa là bây giờ còn kể không? Hết rồi. Vậy thì đồng nghĩa của nó chính là used to. Vậy mình biến đổi câu này sẽ là mẹ tôi đã từng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện. Vậy thì often mình đã đổi thành used to rồi, đương nhiên bỏ nó đi, đừng viết lại. Còn chữ told đứng sau used to phải đưa về nguyên mẫu, và nguyên mẫu của told chính là tell. My mother used to tell a story. Now number 3. Nam no longer comes to class late. Có nghĩa là Nam không còn đi học trễ nữa. Thấy chữ no longer ha? Nó giống như anymore vậy đó. Nó giống như often vậy, bỏ hết cho cô, đừng giữ lại nha, nhớ nha. Vì câu này mình sẽ viết thành Nam used, thấy used chưa có to, viết to vô liền. Rồi sau you to động từ nguyên mẫu. Nguyên mẫu của nó là gì? Lấy come bỏ s đi là ra nguyên mẫu rồi. Đáp án Nam used to come to class. Now number 4. She doesn't play tennis well anymore. Cô ấy không chơi tennis giỏi nữa. Có nghĩa là cô ấy đã từng chơi nó giỏi. Thì đáp án sẽ là she used to play tennis well. Nhớ giùm cô trong câu đề mà ta có chữ doesn't, don't hay not, qua you to bỏ hết, đừng bao giờ giữ cái phủ định lại nha. Qua you to không bao giờ giữ lại don't, doesn't gì cả. Vậy thì đáp án của mình, she used to play tennis well, chấm hết, anymore bỏ luôn. Bạn nào giữ lại anymore là bị trừ điểm nha, bỏ luôn anymore cho cô. Nào number 5. Rồi bây giờ chúng ta không còn you to nữa, bây giờ qua cấu trúc enough. Còn nhớ enough không? Enough là gì? Enough là đủ. Khi dùng enough để nói hai câu lại với nhau là muốn diễn tả cho người ta biết mình hoặc một người nào đó có đủ khả năng hoặc không đủ khả năng để làm một việc gì đó. Rồi làm nha. Minh thì quá nhỏ, cô ấy không thể lái xe hơi, có nghĩa là Minh không đủ tuổi để lái xe hơi. Các bạn chú ý cho cô, khi người ta nói một người nào đó không thể thực hiện một việc nào đó thì mình phải đi tìm tính từ trái nghĩa nha. Có nghĩa là Minh không đủ tuổi. Trái nghĩa của dân là gì? Trái nghĩa của dân là ồ. Minh không đủ tuổi để làm gì? Để lái xe hơi. Và công thức của nó sao nó phải là to verb. Vậy đáp án câu này là Minh isn't old enough to drive a car. Nhớ cái chủ ngữ he phía sau, bỏ đi cho con. Chữ khẹp bỏ luôn. Drive đưa về to verb là to drive. Rồi qua câu thứ 6 nha. Thời tiết quá xấu, họ không thể đi dạo. Vậy thì mình sẽ nói là thời tiết không đủ đẹp cho họ đi dạo. Chú ý cho cô hai câu này nè. Nó khác chủ ngữ nha. Phía trước, câu trước là the weather. Câu sau là đây, bọn họ. Khác chủ ngữ. Thành ra, mình phải biến đổi chữ đây thành for them. Không được bỏ đây đi. Ở trên mình bỏ, ở câu 5 mình bỏ chữ he đi, bởi vì hai câu này cùng chủ ngữ, Minh với he cùng một người. Nhưng mà câu 6 the weather với đây khác chủ ngữ. Thật ra đây mình phải đổi thành for them cho cô nha. Rồi đáp án câu này. Thời tiết thì không đủ đẹp cho họ để đi dạo. Đây đổi thành for them, thấy rõ không? Và couldn't đương nhiên bỏ đi. Go đưa về to verb là to go. Chú ý ha, phải quan sát coi chủ ngữ nó là cùng chủ ngữ hay khác chủ ngữ. Nếu cùng chủ ngữ có quyền bỏ chủ ngữ thứ hai đi, nhưng mà khác chủ ngữ phải biến đổi nó thành for, nhớ nha. Nào number 7. Chiếc xe đạp thì rất là mát, vì vậy chúng tôi không thể mua nó. Rồi quan sát câu này chúng ta thấy the pie với là we khác chủ ngữ. Rồi phải biến đổi we thành for nè. Vậy thì mình phải nói là chiếc xe đạp không đủ rẻ cho chúng tôi mua. Đáp án the bike is not, trái nghĩa với expensive là cheap enough. Show bỏ đi, we đổi thành for us, và đương nhiên khen cũng bỏ luôn. Buy đổi thành buy, và cái object it bỏ luôn cho cô nha, bởi mình đã có chữ the bike phía trước rồi, không cần lặp lại chữ it nữa ha. Chiếc xe đạp không đủ rẻ cho chúng tôi mua. Now number 8.
Cấu trúc này các bạn chú ý nè. Bài kiểm tra thì quá khó đến nỗi tôi không thể làm. Đổi thành bài kiểm tra thì không thể làm gì, phải tìm tính từ trái nghĩa rồi. Trái nghĩa của difficult là easy. Bài kiểm tra không đủ dễ cho tôi làm. Đáp án: the test is not easy enough for me to do. Rồi bây giờ chúng ta qua cấu trúc intend nha. Intends to verb có nghĩa là dự định làm một việc gì đó. Đồng nghĩa với nó là be going to. Ha, be going to, dự định làm một việc gì đó. Như vậy nếu ta cho intend mà dưới ta gợi ý là he is, mình thì chỉ việc đổi intend thành going, còn như viết lại hết xong rồi đó. Vì đáp án câu này là he is going to buy a new bike. Hoàn toàn đồng nghĩa với he intends to buy a new bike. Anh ấy dự định mua một chiếc xe đạp mới. Rồi nhưng mà nếu ta cho phủ định thì sao? Họ không dự định nghe nhạc trước khi đi ngủ. Vậy thì mình phải đổi dứt cũng phủ định luôn. Intend thì phải mượn trợ động từ don't intend. Nhưng mà ở dưới they are thì phải they are. Có don't không? Đương nhiên là không rồi. Phủ định của be thêm not so be thôi. Vì đáp án là đổi bỏ don't đi thay bằng chữ not. Rồi intend đổi thành going. Rồi còn bao nhiêu viết lại hết cho cô. Đáp án của nó là they are not going to listen to the music before going to bed. Họ không dự định nghe nhạc trước giờ, trước khi đi ngủ, vậy thôi. À, như vậy khi làm bài chúng ta phải chú ý nha, người ta gài phủ định vô là mình phải thêm chữ not cho cô. Rồi có 11. Rồi bây giờ gặp câu hỏi nghi vấn thì sao? Is mình going to buy that apartment? Mình có dự định mua cái căn hộ đó không? Người ta gợi ý là does mình. Tại sao ở trên dùng is mà dưới dùng does? Đơn giản là đi với going thì dùng be, nhưng mà đi với intend thì phải mượn trợ động từ, mà mình thì phải là does rồi. Vậy thì cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ việc đổi going thành intend, còn bao nhiêu viết là hết cho cô. Does mình intend to buy that apartment? À, number 10. Khi nào bạn dự định ghé qua để đón tôi? Rồi chúng ta sẽ biến đổi thành cũng vậy thôi. When are, nhưng chú ý nha, câu này người ta chưa có viết là subject nha. Chưa có viết là chữ you nè. Nếu các bạn cứ sớ sát vô đổi intend thành going, không viết là chữ you là coi như mất điểm. Phải có subject. Đó, phải viết là chữ you rồi sau đó mới đổi intend thành going. Rồi phía sau viết là hết cho cô xong. When are you going to come over to pick me up? Khi nào bạn dự định ghé qua để đón tôi? Nha. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta qua cấu trúc tiếp theo, đó là đổi verb in ở đầu câu đem vô giữa câu đổi thành to verb. Cấu trúc này dễ lắm nè. Chơi với que diêm thì rất nguy hiểm. Đổi thành thiệt là rất nguy hiểm khi chơi với que diêm. Rồi các bạn thấy nè, cái móc của mình này là chữ is nè, thấy không? Tất cả những chữ sau is các bạn đem lên hết cho cô. Như vậy sau is là very dangerous. Đây là gợi ý sẵn chữ is cho mình nè. Mình viết chữ very dangerous lên. It's very dangerous. Rồi đem cái verb in là playing vô giữa câu cho cô. Và vô giữa câu đó verb in thành to verb, to play with matches. Thiệt là rất nguy hiểm khi chơi với què diêm. Đáp án: it's very dangerous to play with matches. Dễ ha. Đó, number 14. Đặt một con dao vào cái ổ cắm điện thì không có an toàn chút nào. Đương nhiên rồi ha. Rồi chúng ta sẽ biến đổi thành is gì? Tìm chữ easy, đây cái móc chữ is. Sau is là unsafe, viết là unsafe. Is unsafe. Rồi lấy bút tiên đem đi giữa câu đổi thành to put a knife into an electrical socket. Viết lại cho cô thôi. Đáp án. Rồi câu tiếp theo. Thiệt là tốt cho bạn khi ăn vừa phải số lượng thức ăn có chất béo. Chất béo không ăn nhiều quá ha. Nhiều quá béo phì đó không tốt cho sức khỏe của chúng ta đâu. Như vậy đây người ta cho mình it is. Rồi ở giữa tìm to verb cho cô đi. To verb chính là to eat. Như vậy đây là mình làm ngược lại bài hồi nãy. Bài nãy cho verb in đó thành to verb, thì bây giờ cho to verb đó thành verb in thôi. Như vậy mình sẽ đem to eat lên nè. À đó, thấy chưa? Đem to eat lên và đương nhiên phải đổi thành eating. Rồi sau eat là cái gì viết là hết cho cô. Rồi đem is very good for you đem ra sao? Đảo qua đảo lại có như đó thôi ha. Đáp án eating. Đó, đã thấy chưa? A moderate amount of fatty food is very good for you. Và đương nhiên chúng ta phải bỏ chữ is đi nha. Khi đảo ngược lại là bỏ chữ is đi, giữ lại is thôi. Is very good for you. Now 16.
thì là rất cần thiết để giúp người tật nguyền làm công việc nhà. Đổi thành sư vọp nè, đổi thành vọp in cho cô, helping. Rồi đáp án sẽ là ok, helping the handicapped do the housework is very necessary. Rồi cấu trúc này xong ha, chúng ta qua cấu trúc cuối cùng, đó là người ta sẽ cho mình chữ must. Must là phải, phải làm một việc gì đó. Đồng nghĩa với must là, người ta gợi ý là chữ have. Easy, chúng ta chỉ việc đổi must thành have to cho cô là xong rồi đó. Sau must, verb bear. Nhưng mà sau have phải có to cái đã. Have to cũng verb bear, nhưng mà phải có to. Must thì không cần to. Vậy thì nếu ta gợi ý là must do thì mình cứ việc đổi thành have to do cho cô. Còn phía sau là cái gì viết lại, có nửa điểm. Dễ hen. Như vậy đáp án câu này là you have to do your homework every day. Rồi câu số 18 cũng vậy ha. Chị tôi phải nấu cơm tối chính chị ấy. Nhưng mà có bạn để ý nè, ta cho my sister, chị tôi ngồi thứ ba suốt. Như vậy chúng ta không dùng chữ have mà phải dùng chữ has. Thấy rõ chưa? Has to cook dinner by herself. Rồi câu 19 nha. Bạn phải học tiếng Anh chăm chỉ hơn. Rồi ta cho have to nè. Bây giờ ta cho ngược lại cho have to thì mình cứ việc đổi thành must. Và nhớ bỏ chữ to đi nha. Must không chơi với to. Bỏ to đi, đừng giữ to lại. Giữ to lại coi như mất hết nửa điểm, uổng lắm. Have to đổi thành must cho cô. Đáp án you must study English 2 day. Mất to nha. Đứa nào giữ lại to là mất hết điểm. Câu cuối cùng nè. She has to do the chores after school. À, bạn ấy phải làm công việc nhà sau giờ học. Đổi thành she gì? Chắc chắn sẽ là she must do. Ok. Rồi đó là những cấu trúc mà chúng ta sẽ gặp trong đề thi giữa học kỳ 1. Tiếp theo cô sẽ gửi lên hai cái đề mẫu. Hai cái đề mẫu. Các bạn ráng giải hai cái đề mẫu này cho cô nha. Ráng làm cho hết hai cái đề này. Và sau đó vô lớp, thầy cô trên lớp sẽ sửa cho các bạn.